Thì Trương thấy thế nào khi lâu lắm rồi mới đến Cầu Rồng? Đau tay quá. Sải tay rồi. Dạ trong về cầm đua không cầm rồi này. Cao thủ này kiểu đã lâu lắm rồi mới được đi chơi. Bây giờ rất là kiểu 25 tập luyện hôm nay mình xuống núi. Tu luyện lên núi chứ mới xuống. 12 đập hộp ấy xuống dưới chỗ quả. Đó khi nào mẹ em đập hộp thì bảo em để nè. Em mày xong mua. em mua còn lâu. Đồ rất đóng mọi người ạ. Bây giờ mấy anh em mua về đời để cho mấy ông ba đến trong đàm mình đánh. Đúng luôn. Hello, chào cả nhà. Hôm nay là một buổi sáng rất là sớm. Dậy sớm như này là để đi chơi thể thao mọi người ạ. Chơi môn gì chắc mọi người nhìn cái này biết không? Sẽ biết được. Giờ Hùng với lại Trương anh em sẽ đi xuống dưới một cái khu vực này để chơi cầu lông mọi người. Xuống dưới chỗ mấy anh bạn chơi. Trương thì lần đầu tiên ở bên Nhật được đi chơi, Hùng dẫn đi. Giờ đang có xe buýt thì đi xe buýt xuống đấy. Xuống đấy thì ghen thôi, nhưng mà tại vì một tiếng mới có một chuyến xe, hoặc đi tàu thì có một tiếng có một chuyến, thế là khá là lâu. Đây là cao thủ ở Bắc Giang. Bắc Linh. Ở Bắc Ninh, Bắc Ninh. Hôm nay sẽ đi tổ tài cho anh em xem thế nào gọi là đánh cầu lông. Đây là cao thủ ngâm đấy mọi người. Giờ chưa mới xuất hiện đây. Cao thủ này là 25 năm rồi. Tái xuất giang hồ. Hôm nay sẽ quyết tâm để hạ gục những đối thủ ở Quảng Trị hoặc là ở những khu vực khác. Ghê gớm lắm. Mọi người chơi đón xem. Tôi mọi người ơi, bây giờ là hai anh em đã đến địa điểm rồi mọi người, nhưng mà đang đợi mấy anh em khác đến nữa. Ok mọi người, bây giờ mấy anh em sẽ đi vào sân mọi người. Đi vào bơi. Giờ bên chỗ cao thủ Trương sẽ đi vào để tiếp những cao thủ ở những cái khu vực nơi khác này. Trương là sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh, nên là kiểu về đường lối cầu lông thì Trương đẳng cấp. Anh Trường nha mọi người. Trường em gặp Trường anh. Đây là cao thủ Bắc Ninh anh. Hôm nay anh sẽ được gặp cao thủ Bắc Ninh. Đây là chủ nhà nha mọi người. Đẹp trai, quai to. Mà to hay không cũng biết được, đoán được thôi. Giờ vừa đăng ký tên tuổi. Anh sẽ mua vẽ, đây đút tiền vào đây. Giờ Trường kiểu cao thủ nhưng mà lên đầu đi nên không sẽ hướng dẫn Trường. Rồi tiền đéo nhận luôn. Đây là một cao thủ mới nha mọi người. Đi xuống núi cũng được. Cái nào? Đây. Rồi, gạt tiền đi, gạt lấy tiền thôi đi. Chuyên nghiệp này. Cấp luôn. Đây vào đi, ta vào xem bại thế nào. Chủ nhà nhìn lên đi, tạp phong vào trong kia mặt được chứ. Giờ chúng ta sẽ theo xem chủ nhà để đi vào sân nha mọi người. Đây là lần đầu tiên Hùng xuống cái sân này. Hùng đi rất là nhiều sân rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên xuống cái sân này. Đi. Đây là hai sân cầu lông luôn mọi người nhá. Wow, sân rất là đẹp. Trời ơi, vừa rồi luôn á. Đây là cao thủ Trương đi, là đến Ba Vì Hà Nội nha mọi người. Kiểu cũng là một trong tay cơ rất là nổi tiếng. Tay sao mà đừng nỡ, trắc rồi à? Thành thôi, thành cái con đứa có quả để sống như vậy luôn rồi thôi. Tập nhân tạo.
Giới thiệu mọi người nhá, đây là Hiếu, quê ở Thanh Hóa. Đấy, còn đó là anh... Chào tất cả mọi người. Đấy, đây là anh Trương ở Ba Vì, Hà Nội. Còn đây là Đông. Đông thì ở Thái Bình nha mọi người. Đây là nhiều cao thủ hôm nay xuống. Đây là ba anh em ở đơn Toyota. Đây là cao thủ luôn, tâm hồ. Còn đây là Trương ở Bắc Ninh nha. Trương cũng thuộc lại là cơ bắp các thứ đấy. Thôi tí nữa mọi người xem Trương với lại mấy anh em giao lưu nha. Đó, đội hình rất là mạnh mẽ luôn. Giờ chơi chúng mình sẽ vào giao lưu nha. Trương thấy thế nào khi lâu lắm rồi mới đến Cầu Rồng? Quá sải tay rồi. Giả trong về cầm đua không cầm rồi này. Cao thủ này kiểu đã lâu lắm rồi mới được đi chơi. Bây giờ rất là kiểu 25 tập luyện hôm nay mình xuống núi. Tu luyện rồi đến núi chơi mới xuống. 12 đập hộp ấy xuống dưới chỗ của anh. Đó khi nào mẹ em đập hộp thì bảo em để đập hộp luôn. Nè. Quê em anh sang mua. em mua còn lâu. Mà còn lâu. Đồ rất đóng mọi người ạ. Bây giờ mấy anh em mua về đời để cho mấy ông ba để trong đàm mình đánh. Mua luôn, đúng luôn. Chờ nó xuống. Lưu xong xuôi rồi, chơi với mấy anh em vô nghỉ ngơi. Hùng hùng là thua đội nha anh em nhá. Hùng hùng chưa chứ thua mấy cao thủ đi thôi mọi người ạ. Toàn những cao thủ kiểu có tiếng có tâm hết đó. Giờ sẽ đi ra đây để phải mua đồ để chịu phạt.
Thế là vui lắm. Vào phòng anh em hay ra công viên một? Đồ. Mọi người đấy có quả bình ngô. Cái đó thì bao nhiêu cơ? Quả này chắc nổi được 4-50 cân. Quả nào nữa anh Trương? Hết rồi. Cơm hả? Đây là spaghetti. Đây mì xuất xứ từ Hàn Quốc. Và bán bên Nhật Bản. Đẳng cấp. Cơm có thể ăn cơm cá này. Cơm gì cho em cơm cá này. Cơm coloque này. Tê su cự. Tê su cự. Một suất đông bưu. Một suất đông bưu. Đây là đồ ăn mà mấy anh em đang suy nghĩ đau đầu ấy. Đi chờ mua đồ ăn mà đau hết đầu. Thôi đi chọn được hoa quả đi anh ơi. Chó. Đây không nguồn lực này vừa rồi này. Grana vừa rồi này. Grana bây giờ là kém là để thua đồ này. Đấy, giờ chứ là bên hiểu với Hùng là thua đồ chứ là phải thua. Phải chịu. Ăn được chịu được. Đây là phần thưởng cho người thắng cuộc nha. Mọi người xem nhé. Lên đồ xem. Mọi người giờ đi mua đồ xong xuôi rồi, mấy anh em lại kéo nhau ra ngoài cái chỗ công viên gần đấy để ăn uống các kiểu. Giờ đi liên hoan mọi người ạ. Ăn uống nhẹ nhàng chả có gì. Thôi tí nữa mọi người xem mấy anh em ăn gì nhá. Mọi người ơi, đã đến được cái địa điểm để anh em ngồi ăn uống thôi. Giờ ăn cơm uống được ngọt thôi chứ không có cái chi cả mọi người ạ. Thể thao xong thế này thôi, nhẹ nhàng. Có hai hộp kem để ra cho rõ cho mọi người xem cái đống học phí. Học phí của không bị hiểu. Hôm nay không bị hiểu thua đồ nhá mọi người. Đau lòng lắm mọi người ạ. Mặc dù học rất giỏi nhưng mà vẫn phải đóng học phí. Vẫn đóng học phí bình thường. Ok mọi người, chị mời mọi người ăn với anh em Hùng nhá. Hello nhá. Mọi người ăn với anh em Hùng. Để xem mấy anh em ăn gì nhá. Cắt sự đông. Nói tiếng Việt chứ nói tiếng Nhật cũng biết được. Thế là thịt lợn chiên. Thịt lợn chiên hả? Thịt lợn chiên. Thịt vô đồ thật. Bên này cũng có ăn gì đây? Cơm gà của Mỹ. Bên Nhật mà ở đây là cơm gà của Mỹ ăn bên Nhật. Bán loại gà nhập khẩu. Nhập khẩu thì nói chung là hiểu hoặc là mấy anh em ở đây thì bỏ được cái tết nơi phẹt là cái gì trưởng thân. Đông ăn gì đây? Gà bên cũng có đồ mèo. Đông là vừa cả mì cả cơm. Thôi tỉ mì chúa như bữa nó lại bắt đầu lại kêu này. Rồi lại chờ như hôm bữa. Anh ăn gì đây? Mọi người ăn cơm gà mình nhá. Gà nhập khẩu ở Canada đây. Gà này gà gì đấy? Gà chạy bộ, gà đồi. Gà đồi á? Gà ba vì. Gà ba vì. Quảng cáo ba vì đấy. Còn đây là của Hùng này. Hùng hôm nay cũng đầy đủ luôn, nấm cá rồi trứng rồi thịt rồi úi xà. Đây tặng Hùng cái quả này. Đây đâu em quả này. Quả chua không? Mơ. Ok lắm mọi người ơi. Bóc bia á, à ngọt chứ. Bóc nhậm nhá. Bóc riêu ra, riêu cái cây à. Vô vậy anh em này. Đây là Uchi nhá. Uchi, con bên Uchi nhập khẩu từ. Mình đây là riêu bên Thái Lan ạ. Riêu Costco. Đây là rượu, rượu nhô à. Nhô nhô. Đây là Uchi. Chúng ta thì rượu bác chậm. Đông là uống riêu cám à. Đông riêu là riêu hơi bị tổn đấy. À, rượu nó ngon phết đấy. Ngon mà. Tinh. À, ngon. Quan trọng là không uống cái nước này. Cái này cái tắm thôi thì mai. Cái này
Ôi à. Mời xuống đấy chứ phải đóng học phí. Học đâu học đóng. Người phải đi học là phải đóng học phí thôi. Muốn học được thanh tai là phải đóng học phí đó. Nhưng cái đóng học phí muốn được thanh tai này. Đóng học tài. Có kết đấy nha, thơm lưng đấy nha. Đấy 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 là bị thua phải mua mọi người. Giờ mới đặng giá tiền này ăn kém xong rồi chờ người muốn có áo khoác mới giá tiền. Mất quá. Ừ. Mày. Thua mới biết là kem này ngon đúng không? Không biết rồi. Không, ăn cũng có vị hơi đang đặng một tí. Kem có vị đang đặng luôn á. Có vị đắng cay ngọt bùi. Không có ngọt thì mất cả hết á. Đất cay. Cay thế nhờ. Nuốt nó cảm giác khó nuốt. Người ta thẳng người ta ăn phải ngọt cho nên thôi mình phải cay. Ăn rồi ăn thơm. Bỏ với mình không bỏ. Ăn uống nó say xong mấy anh em chứ là đi về thôi, chia tay thôi. Giờ xuống đó học phí cho mấy anh em ở dưới tối cho ta xong rồi chứ là mấy anh em suy dư là về thôi. Mấy thầy mới truyền cho ít bài học kinh nghiệm đời vào đời. Ba người ba cái vợt thôi, mọi người thấy hoành tráng chứ. Trường một cao thủ đến từ Bắc Ninh đã phải lên núi để luyện công tiếp. Cũng không thể ăn được. 20 năm nữa. 20 năm rồi báo thù hả? Về Việt Nam trả thù. Rồi, ok, hôm nay đi giao lưu rất là vui. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Chào mấy anh em này. Tạm biệt. Cảm ơn cả nhà nhá. Hẹn mọi người ở những video sau.